Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bào phiêu lần thứ tư của khách Bộ móng này thì rất là lâu, khách chưa có làm mới lại và khách luôn làm in phiêu Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bào, bào phiêu để cho bộ móng của chúng ta nó thật là bền ha mọi người ha Thì đầu tiên thì mình sẽ cắt cái độ dài của móng theo cái của khách, theo ý thích của khách và mình khi mà mình cắt ít ít á, thì mình sẽ dùng cái đầu bào sần để mình cắt luôn còn khi mà mình à, những cái bộ móng nào mà dài quá mà cắt vô sâu á, thì mình dùng cái cây bấm móng mình bấm cho nó nhanh ha mọi người ha còn khi mà cắt ít ít như thế này thì nguyên thường dùng cái đầu bào sần để nguyên bào như thế này cho nó tiện mà nó không có bị vỡ móng nữa thì khách mà bào khách mà in phiêu lần thứ tư thứ năm á, hoặc là những khách mà người ta bận quá người ta không có thời gian để người ta tháo móng để làm mới á họ in phiêu hoài á, thì nó rất là dễ bị lít từ trong clip ra hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tỉ mỉ cái cách bào như thế nào để mà khi mà chúng ta phiêu cho khách nó không có bị hở hai bên và nó bị lít nha thì các bạn chú ý những cái bộ móng nó cũ như thế này thì chúng ta phải bào thiệt là kỹ cái 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 phía trong cái chỗ nào clip là chúng ta phải cắt hết và cái hai bên đó các bạn hai bên này cái chỗ này là là cái 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 móng nó rất là bị nó hay nó khi mà nó cũ nó hay bị clip từ hai bên và nước nó nông từ hai bên và ở phía trên nó cho nên là khi mình bào mình phải bào thiệt là mỏng hai bên thậm chí mình bào mất luôn cái bột của hai bên móng để khi mà một lát nữa mình đắp bột mới mình in phiêu lại thì mình sẽ đắp ôm hết cái 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 bột vào cái móng chứ là ví dụ như người ta in phiêu lần thứ hai hoặc hoặc lần thứ nhất hoặc lần thứ hai á thì thì chúng ta bào nó không có cần quá kỹ nhưng mà khi mà in phiêu nhiều lần mà chúng ta không bào kỹ thì chúng ta chỉ đắp cái phiêu phía trên thôi còn phía dưới thì nó cũ quá thì nó vẫn hở nó vẫn líp nha thì có nhiều bạn trên nhóm hỏi mình đó là tại sao mà khi mà phiêu thì rất dễ bị líp cho nên là hôm nay mình làm cái video này cho các bạn xem các bạn nhớ là khi mà cái chúng ta bào á chúng ta cảm thấy chỗ nào mà nó bị líp là chúng ta phải cắt hết mình có những cái video rất là tỉ mỉ về cắt bột nha các bạn các bạn xem thao tác của mình và lúc nào mình cũng bào hai bên nó thật là à, kỹ hai bên hầu như là mình lấy mất hết cái bột của hai bên luôn hai bên cái cái móng của khách luôn bào cho nó thiệt là xuống thiệt là mỏng cái cái móng của khách khi mà chúng ta bào là chúng ta phải chạy máy thật là to ha các bạn ha chúng ta đừng có chạy máy nhỏ quá thì nó sẽ bị lập bập là các bạn nhìn thấy hai bên nó bị líp hết rồi nè khi mà chúng ta đặt mài thì chúng ta phải mài cho nó mất luôn hai bên cái chỗ nào líp là chúng ta phải mài cho nó mỏng xuống cho tới cái móng thật của khách luôn nếu mà các bạn mài không kỹ là các bạn in lần 3 lần 4 là nó bị líp hết khách về xài cỡ khoảng tầm một tuần là nó bị vỡ từ phía trong nó vỡ ra hết có những khách hàng á, người ta rất là thích phiêu nhiều lần vì người ta không có thời gian á vì vậy cho nên là mình mài kỹ một chút xíu để cho người ta xài lâu một chút xíu chứ các bạn mà mài ẩu là nó sẽ bị hở hết ha thì để bây giờ hai bên này các bạn thấy không hai bên này là cái nơi mà dễ tiếp xúc với nước á và một lát nữa mà chúng ta đắp bột chúng ta phải đắp chồm ôm hết hai bên vào để cho nó được bền thì các bạn nhớ là mài cho thiệt là kỹ hai bên ha cái chủ ý của cái video này là cái cách mài hai bên thiệt là mỏng xuống và lấy đi hết tất cả những cái vỡ những cái clip móng của khách sau đó chúng ta sẽ in và các bạn nhớ xem những cái video cũ của mình những cái video mà mình đã hướng dẫn in á có những cái video trọng tâm là khi mà cái cách mài fill nó một lần cho một lần fill hoặc là hai lần fill còn cái video này là cái lần này là lần fill thứ tư của khách nó ra rất là dài mà nó không bị liếp các bạn thấy không thứ ba thứ tư mà nó cũng không có bị hở nhiều cái cái phần cái phần bột ở phía trong mà chúng ta mài chúng ta thấy nó hở là do cái phần bột của một lần đầu hai lần đầu á nó cũ quá rồi cái phần móng ở phía dưới nó rất là vàng luôn rồi nếu mà mình khuyên khách làm mới được thì càng tốt còn có những người khách người ta không thích làm mới thì mình đành phải view cho người ta thôi và mình phải cố gắng mình làm như thế nào để bền cho người ta xài các bạn thấy không mình mài hai bên lúc nào nó cũng vô tới cái móng thật hết, nó chỉ còn chừa lại có tí xíu bột ở ở cái phía trên móng của khách thôi, còn hai bên là nó nó vô cái móng thật hết luôn. sau khi chúng ta à, mài phá phiêu xong rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng đầu bào sần để chúng ta bào, chúng ta bào, chúng ta bào, chúng ta lấy cái phần da cái phần da mới nó ra ở phía trên và cái phần à, móng móng mới nó ra thì chúng ta sẽ bào và chúng ta à, mài nhẹ nhàng để lấy cái phần da da chết đó các bạn, cái phần da mà nó nó đè lên trên móng á chúng ta phải lấy lên và chúng ta bào cho nó sạch cái phần móng mới để một lát nữa chúng ta bôi primer và chúng ta uh, fill ha các bạn ha các bạn nhớ đặt đầu bào sần đặt đầu bào sần là các bạn đặt ra song song với cái móng nha các bạn đừng có chuối xuống nha tại vì khi mà chúng ta bào ở trong phòng phần móng thật đó mà các bạn chuối cái đầu bào sần xuống thì nó sẽ bị ăn vào cái móng của khách mai mốt mà khi mà khách tháo khách không có xài mà móng đắp bột nữa mà khách tháo ra đó khi mà chúng ta bào sạch đi chúng ta sẽ thấy một cái đường rãnh ở trên móng của khách đó nó ăn sâu xuống nó rất là đau ha các bạn lúc nào các bạn cũng phải nhớ chạy đầu bào, đầu bào sần là phải chạy cái số nhỏ còn khi mà chúng ta chạy đầu bào pháo và đầu bào mịn thì chúng ta phải để cái số gần cao nhất ha các bạn ha để cho nó 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 dễ ha các bạn mà chạy đầu bào 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 mịn với đầu bào phá mà các bạn chạy ở số nhỏ là nó sẽ bị tưng 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 lên và khi mà các bạn bào mịn mà các bạn chạy số nhỏ thì nó sẽ không có được mịn nha nó sẽ sần sù và nó sẽ bị lập bập nó không có được được đẹp trên cái móng gì vậy cho nên là các bạn đừng có ngại mà các bạn tăng cái 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 cái, cái tốc độ của cái đầu mài lên khi mà chúng ta mài mịn và chúng ta bào phá là chúng ta phải tăng tốc độ lên ha các bạn rồi sau khi chúng ta bào sần và chúng ta bào phá phiêu xong xuôi hết thì chúng ta sẽ bôi phim và chúng ta chuẩn bị để chúng ta in phiêu cho khách vì đây là cái bộ móng nó rất là cũ rồi Chúng ta đã mài rất là nhiều bột đi rồi Cho nên cái móng nó rất là mỏng Vì vậy khi mà chúng ta phiêu thì chúng ta phải lấy bột nó nhiều hơn bình thường 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 thì khi mà chúng ta phiêu Chúng ta chỉ lấy cục bột nhỏ nhỏ Và chúng ta phiêu từ trên xuống Nhưng mà cái bộ này nó rất là cũ rồi Cho nên chúng ta phải lấy cái cục bột nó hơi to to Và các bạn nhớ phải ém hai bên vô vô cho thiệt là chặt và các bạn phải đảm bảo rằng á, khi mà cái cục bột nó đi xuống cho từ cái móng từ phía trên đi xuống là nó phải ôm cái cái phần bột nó phải ôm hết ôm hết vào cái móng và nó hai bên nó phải ôm hết vào hai bên để cho nó che hết được cái phần bột clip hai bên thì cái bộ móng của chúng ta sau khi chúng ta sơn rồi khách về xài nó mới bền còn nếu mà các bạn phiêu mà các bạn không có để bột mà nó ôm hết hai bên hai bên cái cái móng à, hai bên khóe móng mà nó không có đủ bột để nó ôm hết đó, là nó sẽ về nó sẽ bị 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 lít và nó bị nước vô và nó bị chóc hết nguyên móng lên ha các bạn ha vì cái móng cũ rồi hầu như là bây giờ là chúng ta không có còn cái phần à, cái phần nối móng giả ban đầu nữa mà bây giờ giống như cái móng thật của khách nó đang ra và hình như chúng ta chỉ đắp trên móng thật của khách thôi vì vậy nó rất là dễ bị lít cho nên là các bạn phải đảm bảo hai bên chúng ta ém một hai bên thật chặt và hai bên nó phải ôm nó ôm hết vào cái cái bề mặt móng thì khi mà khách khách về thì nó mới bền rồi các bạn nhớ là à, phải à, phải ém nè phải ém hai bên nè đó và các bạn lấy bột nó nhiều hơn nè các bạn nhìn kỹ nhé rồi các bạn để cho bột nó hơi ráo ráo mặt tại vì bên đây thời tiết nó đang là mùa thu nó rất là lạnh đó nó rất là lạnh vì vậy cho nên là cái bột của chúng ta phải để vài giây thì nó mới xe cái cái mặt bột đi còn chúng ta đặt lên liền là nó bị chảy liền rồi bây giờ chúng ta sẽ ém nè ém từ trong ra nè và kéo bột hai bên vô đó, thường thường thì chúng ta phiêu mà phiêu mới một lần hai lần đó thì chúng ta chỉ phiêu phía trên thôi phía dưới đó, cái cục bột phía dưới nó còn rất là mới nhưng mà phiêu nhiều lần đó là chúng ta giống như kiểu chúng ta đắp mới luôn chúng ta phải đắp từ trên xuống dưới luôn rồi chúng ta ém hai bên chúng ta vét bột hai bên đừng có để cho nó tràn ra ngoài da của khách Un tí nữa chúng ta à, dũa nó khó và nó bị à, nó 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 tràn ra một lát nữa chúng ta dũa các bạn biết không nó nó hay đau hoặc là nó chảy máu hai bên á, hoặc là khi mà chúng ta mài không sạch á thì nó cũng không có bền móng ha. Chúng ta phải ôm hoàn toàn vô trong cái móng. Cái cục bột nó phải nằm nằm im ở trên cái móng. Khi mà chúng ta đặt bột xuống lúc nào chúng ta phải kéo hai bên vào và chúng ta chúc cái ngón tay của chúng ta xuống và bắt đầu là chúng ta ém. Chúng ta dùng cái thân cọ chúng ta ém, chúng ta ém và chúng ta kéo nhẹ nó. Hai bên chúng ta cứ kéo vào thì cái cục bột nó lập tức nó sẽ chảy từ trong nó chảy ra và lúc này chúng ta cũng ém cái phần ở phía trên hết ha các bạn các bạn nhìn cái thao tác của mình làm ha đó thì chúng ta chúng ta ém và chúng ta chúng ta lấy cái phần bột dư thừa ở phía ngoài đi ở những nơi thời tiết nóng á, các bạn cái cục bột các bạn nó mau khô còn thời tiết lạnh nó cục bột nó chảy nó rất là lâu khô đó chúng ta phải đợi một chút xíu rồi chúng ta đặt lên nếu mà lỡ mà các bạn lấy bột mà các bạn đặt lên mà các bạn cảm giác nó chưa có ráo mặt bột mà nó chảy á, thì các bạn đừng có nhắc cọ lên liền các bạn để cái cây cọ nó à, nó 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 cùng cục bột để trên cái móng tay của khách tầm 5 giây thì các bạn hãy nhấc cọ lên thì nó không có bị chảy nhiều ha đó giống như cái bộ này nó cũ nè mình đắp giống như đắp mới luôn đắp từ trong ra ngoài luôn chứ không còn là phiêu nữa đó và chúng ta cứ ém cố gắng ém hai bên ém hai bên vào chúng ta ém hai bên vào ém chặt hai bên vào và đảm bảo là cái bột cái bột mới đắp của chúng ta nó phải ôm trọn cái bề mặt móng cái bộ này cũng lâu quá các bạn Cái bộ này chắc cũng phải Phải cả hơn một tháng rồi người ta đến người ta phiêu Cái bà này bà rất là bận cho nên là bà không có đến phiêu thường xuyên được Rồi bây giờ nè các bạn thấy cái ngón cái nè Cái ngón cái này là mình mài sạch hai bên rồi Đó, Mình mài sạch hai bên rồi bây giờ mình sẽ kéo ra Lúc nào mình cũng ém hai bên cho nó thiệt là nó thiệt là là, là chặt để cho cái móng bột của chúng ta nó được bền hơn cọ mình dùng là cọ số 16 ha các bạn ha cọ này là cọ số 16 mình quen tay dùng số 16 từ nào tới giờ luôn mình ít có xài cọ quá to hoặc quá nhỏ quá nhỏ lắm mình thích xài cọ 16 thôi rồi bây giờ chúng ta chúng ta đã xong cái phần cái phần phiêu rồi bây giờ chúng ta tiến hành tới cái phần giũa các bạn cũng phải chú ý nha bây giờ chúng ta tiến hành tới cái phần giũa là à, các bạn cũng phải chú ý cái phần giũa cho mình mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khi mà các bạn giũa các bạn đặt cây giũa các bạn phải đặt à, để lấy cái bột thừa hai bên các bạn đừng có đừng có đặt mà các bạn giũa vô cái móng thật của khách nha cái phiêu này là cái móng thật của khách đó, phía trong nó đi ra rất là dài rồi các bạn giũa mà vô phạm vô cái móng thật đó, các bạn biết không cái móng thật và cái cái bột mà mới đắp và cái bột cũ á, mà các bạn mà à, không nghiêng cây vuỗ mà các bạn vuỗ làm sao mà các bạn lấy hết đi cái các bạn vuỗ là các bạn nghiêng cây vuỗ các bạn lấy hai bên lấy cái phần dưới á, cái phần dưới của cái móng á, các bạn đừng có vuỗ cái phần trên các bạn vuỗ cái phần trên nhiều quá các bạn lấy đi hết cái bột mới đắp xuống mới kéo xuống thì nó sẽ lộ cái phần móng thật của khách và cái phần bột cũ ra là nó nó hết cái móng mà nó hết cái cái phần bột mà chúng ta mới đắp á chúng ta lấy dũa chúng ta lấy hết đi rồi đó là nó sẽ bị nó sẽ bị lít nha các bạn nha này các bạn đặt nè các bạn đặt vào nè các bạn các bạn đặt vào các bạn dũa nè các bạn các bạn dũa nhẹ nhàng ở phần dưới và cái phơm móng của người ta nó đã có sẵn rồi khi mà móng thật nó ra đó các bạn dũa nhẹ nhàng các bạn hơi nghiêng cái cây cây dũa và các bạn lấy cái phần à, cái phần phía dưới để cho nó vô phơm còn cái phần mà phía bột trên mới đắp á, Các bạn đừng có dũa nhiều quá Nó mất hết cái phần bột ở phía trên mới đắp nha Là nó sẽ bị lộ cái phần cũ Cái móng cũ và cái bột cũ ra là là nó sẽ không có đẹp và nó bị 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 bị, bị líp nha và các bạn rửa tầm mỗi bên các bạn kéo khoảng tầm năm bảy lần thôi không có rửa nhiều lần ha các bạn kéo vài lần là nó vô phơm rồi đó các bạn nghiêng cây giũa nha các bạn không hề lấy cái bột mới nha cái bột mới chúng ta mới đắp mới kéo xuống đó nó chỉ một lớp mỏng ở phía trên các bạn không có được lấy lấy cái phần dũa, cái phần bột đó nha nếu không là nó sẽ bị nó sẽ bị hở hết rồi bây giờ chúng ta giũa sơ sơ và chúng ta bắt đầu giũa cái phần đầu móng chúng ta lật ngược cái tay của khách lại và chúng ta đưa thẳng lên và chúng ta giũa cái phần đầu móng như thế này thì nó rất là căng phơm và nó rất là đẹp ha các bạn ha hầu như phơm vuông và phơm cô phình là mình một trăm phần trăm là mình phải giơ tay lên mình giũa như thế này mình cảm giác nó mới căng còn khi mà úp cái tay không có khách xuống mà mình cầm cái giũa mình đặt ngang mình giũa thì mình cảm giác nó không có căng thì cái, cái cách giũa này mỗi người quen theo một cách à, mình không có thể nói ai đúng ai sai được nhưng mà nếu mà giũa theo cái cách kiểu này mình thấy nó nhanh hơn theo ý kiến riêng của mình ha rồi sau đó chúng ta bắt đầu tiến hành mài ở đây nguyên dùng đầu mài mịn to đầu mài to và chúng ta sẽ chạy máy ở mức số 5 máy nguyên có 6 số thì nguyên chạy mức số 5 thì bây giờ nguyên sẽ đặt và nguyên ôm chọn cái phần à, cái phần khóe móng cho nó tròn khóe mà các bạn nhớ là các bạn nhớ là khi mà chúng ta phiêu á thì chúng ta chỉ ôm chọn cái phần đây và chúng ta cái phía ngoài thì chúng ta à, đi nhẹ thôi còn hai bên đó hồi nãy chúng ta kéo xuống cái lớp mỏng thì chúng ta cũng đi nhẹ thôi ha các bạn ha chúng ta đừng có đi mạnh quá nếu mà các bạn đi mạnh quá là các bạn lấy hết phần bột thì nó sẽ không còn đẹp nữa khi mà các bạn in view các bạn mài ít thôi các bạn không cần mài nhiều nha các bạn mài ít ít sơ đơn giản ở phía trên thôi tại vì cái phần in view khi mà chúng ta kéo nó đã thẳng rồi đó, các bạn mài sơ lướt, lướt ở phía trên và quan trọng là cái phần ở phía trong các bạn nhìn xem là nha mình kéo rất là tròn cái khóe ở phía trong để một lát nữa mình sơn cho nó tròn khóe và phía mình dùng cái ngón tay của mình để mình kéo thịt hai phía hai, hai bên hai bên ra để cho cái đầu mài của chúng ta dễ đi vào trong để chúng ta, chúng ta mài và các bạn nhớ các bạn gà ở dưới cái phần mặt móng này một xíu nè Để cho nó mỏng, nó tự nhiên hơn cái móng của chúng ta ha Và chúng ta cứ mài lần lượt như vậy thì à, Sau đó thì chúng ta chỉ việc chúng ta sơn hoặc là chúng ta trang trí lên trên mặt móng thôi Là cái bộ móng mình phiêu của chúng ta đã hoàn thành những cái người khách mà người ta phiêu lần 3 lần 4 thì rất là ít á các bạn thường thường người ta phiêu một hai lần là người ta làm mới hết rồi nhưng mà những cái người khách làm lần 3 lần 4 mà các bạn không biết cách infill, các bạn làm không có được kỹ, không được tỉ mỉ là nó về là nó chóc hết ha. Vì vậy cho nên là chúng ta làm đúng kỹ thuật và tỉ mỉ và kỹ cái phần hai bên, nhất là phần hai bên chúng ta làm cho đẹp thì chúng ta sẽ giữ cái bộ móng của khách nó như mới luôn, nó như mới làm full set luôn. Nó rất là bền thường thường thì ở việt nam khi mà chúng ta à mà bào mịn xong thì chúng ta sẽ để cho khách ngâm và cắt da cho sạch rồi rồi chúng ta mới sơn nhưng mà à khi thường thường ở bên đây thì ít có cái khâu cắt da thường thường chúng ta sẽ không có cắt da và chúng ta à sau khi bào mịn chúng ta sẽ bút phờ và chúng ta sẽ sơn luôn cho nó nhanh cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp các bạn trong các video lần sau và khi mà xem video có chỗ nào không hiểu thì các bạn hãy hãy nhắn tin cho mình hoặc là bình luận thì mình sẽ trả lời cho các bạn nha cảm ơn các bạn đã xem video của mình hẹn gặp các bạn trong những video lần sau xin chào tạm biệt